Dịch vụ bắt sâu mắt đang được các spa quảng cáo rầm rộ trên nhiều trang mạng xã hội với công dụng làm sạch mắt, thải độc, giảm ngứa mắt. Tuy nhiên, theo các bác sĩ chuyên khoa, trong y học không có khái niệm sâu mắt, không có bất cứ dịch vụ kỹ thuật nào để bắt sâu mắt. Được quảng cáo rầm rộ với chi phí khoảng 200.000 đồng một lần, nhiều người sẵn sàng móc hầu bao để thực hiện dịch vụ này. Tại các spa, khách hàng được nhân viên massage vùng mắt, sau đó nhỏ một loại dung dịch vào mắt. Ít phút sau nhân viên dùng tam bông khêu khêu vào phía trong mí mắt và lấy ra một số sợi màu nâu đen và giải thích đây là bắt sầu mắt. Theo bác sĩ tại bệnh viện mắt trung ương, các spa quảng cáo chữa ngứa mắt, cụ mắt lâu ngày do sán ký sinh bụi bẩn tích tụ lâu ngày, xác chết vi khuẩn tích tụ trong mắt bằng cách bắt sâu là không có cơ sở khoa học. Trong y học không có khái niệm sâu mắt, không có bất cứ dịch vụ kỹ thuật nào để bắt sâu mắt. Các bác sĩ chuyên khoa mắt cũng cho biết thêm, mắt bẩn, da dỉ mắt chủ yếu nguyên nhân là do dị vật bên ngoài vào. Cách bắt sâu mắt của những nhân viên spa trên video quảng cáo đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội là quá trình là tan phá nhãn cầu, cắt nhỏ, bào mỏng nhãn cầu và gây chấn thương thêm, chứ không làm sáng mắt, khỏe mắt như quảng cáo.